cá bự. Bự thì ghê luôn, dậy lên nè. Đó. Bự cái mỏ đó nè. Còn cái mỏ đó trời nè. Mỏ nó ăn bằng nhau không Lộc? Ở giống không? Giống bằng luôn. Có trứng nè. Ồ. Có mì đàn trong giọng. Hello, chào mọi người nha, lại là Nếp đây. Hôm nay mình với lại mấy anh em này có tổ chức tới cái hầm ở bên nhà anh Nguyên ở Tân Đông nha mọi người. Ở bên đây thì anh nuôi cá cũng vài năm rồi mà chưa có dịp bắt. Nay anh em mình có dịp qua chơi thì anh Nguyên ảnh có bơm hầm nha mọi người. Ở đây anh có nuôi cá nàng hai, nó giống như cá thắt lát vậy đó. Thì chút nữa có cá nhiều mình quay cho mọi người cùng xem nha. Quá trời câu chuyện. Sông nước miền Tây hả? Tại vì lớp mình lớp có 14 thôi. Nó 16 rồi. Đó. Dần về phải á. Mày mày về trái á giờ. Thích cái gì? Rồi cái máy xong rồi phải không? Đây, bơm luôn. Đỡ. Mấy cá giờ cũng kính dưới. Nó làm gì đụng 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 đây. Thấy không? Bước xuống luôn ha. Đưa cái lỗ vô đây. Cần bố trơn không? Trời ơi. Hay quá. Cốt lụng này giống cái chanh chanh dây quá luôn. Chanh dây à. Cho đây thấy lụm được trái chanh dây ngay góc mình bác. Thiếu có tay nghề à. Giống như nhà tôi không luôn. Nhà tôi giờ không có thiếu gì á. Thiếu nợ rồi. Đứng ngay góc dừa giống dáng đứng bến tre quá anh. Đúng rồi, dáng đứng bến tre. Bữa anh nói gì chín trái mà ba người khiêng gì em thấy trái có bự đâu. Hai người à. Đó có trái ngoài mà. Đó, máy nổ rồi nè. Anh Tướng có đôi lời phát biểu. Rồi, chuẩn bị luôn. À, bơm nước đặng tát mương các bạn. Bữa nay anh Tướng mới sắm thêm trợ thủ đi quay phim. Còn anh Tướng phụ đi bắt cá với bơm nước. Ok. Trời lớn rồi, thoải mái lên xuồng bơm luôn. Thợ nấu nha mọi người. Thợ nấu này rước ở tự dưới trong thành lên đó. Xa thôi, ở dưới lên đây chắc cũng 200 cây hả bác? Ờ. Gì hơn luôn hả? Chỉ chắc cả 250 cây ha. Quá sức, thợ nấu rước từ ở trong thành lên đây phải 250 cây số nha các bạn. Cá này phải có tiêu nữa nha bác. Ừ. Tiêu nữa mới ngon. Ôi anh thợ nấu ngầu quá, cười miếng cho đẹp trai anh thợ nấu. Cá rô gần chín rồi nha mọi người. À, vừa bơm nước rồi cũng vừa tháo bọng nha mọi người. Đây là bọng chảy ra nè.
em thử nấu nha mọi người. Thì thời gian chờ đợi bắt cá, anh em mình cũng ngồi làm, người làm chén cơm bỏ bụng nha. Để hồi sợ đói. Rồi vô đi mấy anh, vô đi anh Nguyễn, vô ngồi. Dạ con mời cô ngồi vô đi con. Bữa cơm đạm bạc cũng không có gì nha mọi người. Cá rô này thì ở mương nuôi trong dèo đó, giờ mình bắt lên mình kho. Nó che cái bàn tay bự luôn rồi. Đó, con cá rô bự cả bàn tay luôn. Cơm với đây là thịt kho đậu hũ củ cải trắng, cũng là những món ăn dân dã của quê hương miền Tây mình nha mọi người. Anh này thì quen thuộc với kênh nếp nha mọi người. Út lùn dễ thương lắm, đẹp trai dễ thương. Còn anh áo đen này là đầu bếp trước ở dưới Châu Thành, lên tới đây 250 km rồi nha mọi người, lên đây để nấu nướng cho anh em mình nhậu đó. Rồi mời mấy anh em dùng cơm đi. Hết dư vậy, mới dư cho anh Nguyên rồi vậy. Tới anh luôn rồi nè. Rồi em ăn thịt tình đi. Thịt tình vô. Chụp cái này lại đây. Chụp cái đầu bò lại. Cái cá vô. Ủa phá, ăn sao bỏ xương phá. Ăn cá bỏ xương uổng quá. Ăn xương bỏ cá. Làm mới tính ngay cho lấy. Đây là trứng gì anh? Cá rô. Trứng cá anh nói rõ để tự tôi trứng cá. Trứng cá nó tròn chứ nó đâu có vậy. Bự rồi hả? Nước cũng gần cạn nha mọi người, nhưng mà bây giờ cá dồ nhiều quá thì anh em chuẩn bị kéo lưới trước một đợt. Lưới đất hả anh Lùng? Rồi giá bằng cái cọng chỉ vậy đó hả? Chịu đời nổi không, cọng chỉ hết da thì bao đứt. Giờ kéo lưới trước mới nha mọi người. Cá dồ khi mò bắt không được, nó chích cái tê tái luôn ạ. À. Mới thấy lú đầu đây hằng hà luôn nè, đó đó. Thì cá dồ nhiều lắm nha mọi người, phải kéo lưới một tua mới được chứ không thôi không mò nổi. Nhưng mà lưới này mấy con cá bự chịu nổi không? Lùng ơi, chịu nổi không? Cá bự bự không á, lưới chịu nổi không? Dục đấy, dục đấy. Ngay phải chịu. Thôi để đi, có nước bắt mới được chứ. Lùi lưới lên sợ rách lưới. Trên quá. Chút vào lựa hai con bự vào vịn hai tay chụp tấm hình nha. Làm thumbnail coi. Đẹp. Quá trời luôn kìa. Cá đâu kho mới ngon à. Thử đâu dưới mặn. Chuẩn bị thu hoạch cá nha mọi người. Lên. Lên. Đây. Dọc vô rồi, dọc lấy trước, thu trước. Đổ lại đi, đổ lại vô đi. Đồ nhảy. Rồi, đây được đem. Shop body. Rồi, sạc răng có trứng luôn kìa. Quay cái ngang, rớt luôn. Quay cái vô ngang bụng á. Đó, rồi, vô. Đó, bưng vô anh, bưng vô. Trời ơi, con đó chắc còn 4 kg luôn quá hả? Lâu quá tôi bắt con khác đây nhiều lắm. Trời lâu quá. Thôi bắt cái dò hết đi để cái dò nó lẹt. Trời ơi, nó quá. Rồi đi. Rồi lên luôn đi, thắng cho lên luôn. Rồi. Nãy giờ chưa có con cá này phải không? Đâu, cá nào? Cá lóc. Cá lóc con ngạnh à. Wow. Rồi, cá nàng hai. Wow. Út lùng, cá nàng hai út lùng ơi. Copy có copy để bỏ vô. Quay ngang út lùng ơi, quay ngang cái. Sao chấm quá trời chấm luôn hả? Bỏ lại đây lắc bắt sau. Bắt nó đẹp rồi đó. Đẻ không ta? Lên luôn đi chút là lửa vậy anh Nguyên. Vậy kiếm cái thao. Lên luôn đi. Bà Tám có lấy thao. Rồi lên luôn đi Thắng ơi. Lên copy.
Bỏ cái con lửa cà phê với cái lát mà dùng đây, với miền Tây luôn. Với miền Tây rồng cá là vậy nè, rồng cá trên sùng vậy nè. Hai cái đó nắp được bạn luôn à. Bắt cái tượng này cũng vậy. Đây thấy không? Cái tượng này hết sức. Đổ đâu, đổ đó. Ờ đổ đổ vô thỏ. Ồ bự bằng cái vỏ luôn à. Gì cá nàng 2 hả? Nàng 2. Nàng 2 nằm kia kìa. Nè hai nằm ở bò. Nó bự cục bố luôn. Nè hai. Đẹp ghê ha. Đâu đâu con bò đá. Bò đá. Bò cá gì? Này y chang cá thác lát. Ê tính ra cái miệng nó dễ thương vào ơi, vào. Miệng giống không vào? Con này giữ bà cố luôn. Bỏ nhọn nhọn nó dữ lắm á. Nó bự gần bằng cái sọt luôn. Tay. Bự gấp mấy bàn tay luôn. Nè cầm luôn. Wow. Cầm con bự lên đây em làm cái sọt cho anh. Bỏ lên đó. Wow. Bỏ lên luôn. Bỏ chết không? Anh cầm cái ảnh nha, kỹ nha, để chết à. Wow. Oh. Nó kêu kìa, hộp hộp. Nó thành con heo rồi. Giống như con heo à. Nó thành con heo luôn rồi. Đó, phát. Cái đầu nữa. Cá người ta nuôi hầm đen thui hết. Cái này tự. Bự hơn mà ta. Có trứng rồi. Ồ. Có bị đàn trong giọng bao không? Chuột nó giạt vô tông rồi. Giạt vô chuồng dịch đó đó. Đàn hai tự động. Ủa, nó quậy kìa. Đàn đồng mới rồi. Ồ, nó vô chuồng dịch. Nó tự động kìa. Dịch luôn ra. Con tắt vô luôn ha. Vô luôn đi, vô mé luôn được rồi. Có con bự nhất nha. Đó, à, bây giờ lắm, dữ lắm nè. Đó, nắm bên kia kéo vô nè. Rồi, mình thương bắt luôn. Chưa, đúng rồi. Chưa, kéo, con chưa nắm được chị. Thương bắt lọc áo nó rắn nó ra. Nó quậy kìa. Được không lộn, tới phụ nè. Tới phụ, tới phụ, tới phụ. Quần mới vậy. Quần mới, quần mới. Thử đỉnh đứng lên lưới. Em bẻ nhanh bắt ra cho trong công thấy tính rồi. Ê, có thằng bảo quần không? Đó, 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 đó. Cá nó chui vô. Đó. Tới chích một cá là xỉu xiu luôn đó. Này này, con cá đại dương, con cá đại dương. Sao? Có gì đỉnh không? Ồ, con cá nó có trứng á. Con cá là kiến nó lắc là tới một chuyện với mình rồi đó. Có dịnh đây được không? Con cá ép đó. Ồ, con cá nó ép nữa kìa. Cá hồ, cá hồ. Cá hồ không? Cá ép cá hồ đâu? Cá là kiến lên đi. Đó, đó. Nè nè, bỏ cái này xuống vô. Ờ. Con nó còn có chốt. Luôn. Bắt bớt đi, không lưới nữa. Phát, phát. Nhảy ra. Đây thì ném lên con cứng nha. Lâm dưới đi. Bẻ cái cây đó luôn được. Qua dữ. Cái cá ngựa hả anh Lục? Cá này Vinh. Vinh hả? Cây đó luôn, bự cây hai luôn rồi. Vô lưới nó thành cá này nhọt luôn. Hết gì nổi. Nè có rồi. Cá này giống cá dồ kìa. Vô lưới thành cá này nhọt quá anh. Lóc bông. Bạn rắn. Ôi. Con rắn. Lóc bông. Bông lóc bông ơi. Cá lóc bông. Đạo quá. Con rắn. Dân rắn. Lên 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 lên. Tới. Ồ có cá lóc bông nữa hay thiệt. Rồi nhảy xuống rồi. Mày chạy đâu con sâu này, con rắn chứ phải cá lóc. Giống rắn. Hay quá. Ồ con vừa đếm trời, con đó nó ú nú luôn đó. Rồi xong đó, thêm một con quái vật thời tiền sử coi nữa. Coi ảnh đi so bo, coi em dắt em coi cái ảnh đi chứ. Ô, cá bự nhất mương của anh Nguyên. Bao bự chưa là gì? Tính ra cá trẻ em hả? À. Cá thiếu nhi. Ông ơi lật chạy vô đặng lấy sọt lật. Tới kìa. Còn nó biết nói luôn rồi. Bảo đảm bữa nay không có ai uống nước đâu. Ăn trái không luôn. Nói chuyện nó giải văn vô. Chứ cái mương không tắt nước mà sao uống nước được. Ăn trái không luôn á. Thịt lọc. Trời ơi. Lục mé luôn. Phê. Nó. Đây nè, đầu nó hết luôn. Sao lần hai nãy giờ không thấy nhiều ta? Chỗ này bắt cá có phụ không? Lại quậy ra phải không? Quay lên cho nổi tiếng à. Là đứa nào phá đâu? Chỉ ai, đứa nào phá chỉ ai. Bỏ nước vào đó. Đây đây.
rồi. Đẹp không? Ồ. Nuôi đem này về nuôi kiển cũng có lý lắm chứ. Bị đứt đuôi rồi. Chủ kênh bữa nay bừa luôn. Bừa luôn. Mê quá. Nó chạy ra chấn nó lại. Đó, đó con cá chà bá luôn kìa. Đó. Trời ơi con này hai chà bá luôn. Đó, trời ơi cá chê quá trời bự kìa. Rồi, đi mất tiêu rồi. Lọc thấy anh hay không Lọc? Anh biết con cá chê luôn Lọc. Nhưng mà nó chạy mất tiêu rồi. Nó xảy luôn bụng. Trời ơi, Hà dưới kìa. Con này hai đó là nãy giờ bự nhất luôn á. Đó. Trời ơi con đó chà bá luôn kìa đó. Hai con luôn. Hai con. Con cá nàng hai đảo Bình Dương hay vậy nè. Nàng hai, lộ nàng hai. Thả xuống rớt cho nó. Anh bu tay kia luôn. Ừ. Đó. Đó. Trời ơi nó bự kìa. Trời ơi, ôi ôi. Cá biết nói, cá biết nói. Anh đưa ngang cái mình anh luôn á. Đây nó chạy bây giờ. Nó anh tấn rồi. Ừ, anh tấn em. Kêu nó nói chuyện đi. Cái này nè, ngay chân nè. Hai cá lóc kiến này cũng dữ nữa nè. Sao nuôi trong vòng 2 năm? Anh lật mình nó ra, lật mình, lật cái bề rộng nó ra. Lật cái bề rộng ra, nó. Anh đưa lên mặt luôn. Anh đưa mặt, nó bự. Bự quá hơn cái mặt mình luôn. Nặng quá, nặng quá. Vậy là coi. Bự hơn cái bàn tay mình nữa mà. Nè. Ồ, cá nó bự mà. Bự hơn bàn tay luôn. Cái này anh đưa cái bụng với đưa bàn tay vậy. 10, 12 nút luôn. Vậy là cuối cùng là được có 2 nút à. Cá này. Trời cá này giờ hiếm lắm á. Quá hớp con cá này, quá hớp rồi. Chào bà con cá anh Tấn. Ơi, chào bà con. Chủ kinh bên này lăn xả dữ dằn. Em lựa lúc nào anh đẹp đẹp á, Lộc, em quay lúc anh mình mấy sình không Lộc. Trời ơi, có cá chứ. Nói chứ anh yên tâm đi, em mà lựa mấy lúc xấu nhất em quay không à. Không, nó đỏ đỏ là đẹp chưa? Không? Tính nha. Đỏ đỏ là đỏ đỏ. Nhảy. Quá, cá này đẹp ha, cái dần của nó nè. Ở sau này có cái đốm nè. Đẹp quá ha, cái này dễ nuôi không? Dễ nuôi anh, thì anh có hậu oxy ấy là nó nuôi. Ủa, sống à. Hậu oxy hả? Quá, thành quả. Cá bự. Bự ghê luôn, dậy lên nè. Đó. Còn cái mỏ đó nè. Còn cái mỏ đó trời nè. Mỏ nó mà anh bằng nhau không Lộc? Ở giống không? Mấy ký cần thử. Con này cần rồi nè. 3 ký không nè? Hơn. Hơn 3 ký luôn. Hơn 3 ký. Hơn 3 ký. Ai cũng cực, ai cũng đổ mồ hôi hết. Lát phải ăn nồi cháo cho nó đã. Người tay. Tiếp đi. Con cá này đẹp luôn. Chúng nó lấy ra vậy rồi. Đủ. Đây, giờ chổng cá nhiều quá mình vô đây giờ cá giỏng bớt rồi. Để chổng nhiều quá. Con này là nhiêu ký? Mấy cái giò con này chắc cho còn nhiều không nhiều cho vô đó hết luôn. Nhiều lắm. Cái giò á, để cho nó tỉnh. Cái giò quá còn nhiều không? Chục mấy con. Chục mấy, mấy giòn giòn vô hết luôn đi, bỏ oxy cổng. Quá bự. Thì gì cặp vợt vớt kìa cũng dính luôn. Cặp vợt vớt cũng dính nữa. Thấu đại nước đó. Thấu nước này nè. Ủa anh Nguyên ở dưới này có cá nàng ba không? Có. Cái nào mang lên Nguyên? Hả? Cái nào mang đâu? Không có mang, bỏ đại thôi. Nói lần nữa không? Con lao kiếm thì chục lên. Có là kia còn mấy con bự bự không là con cá ký kìa làm gì nha. Mình hấp xả gì là làm đi chứ hai ba con lận. Trời ơi ông dớt chút nữa kìa. Cá này hai nha. Chị nàng ba, nàng ba, nàng ba. Biết này không biết nàng mấy luôn hết sức. Thôi hết nói nổi. Trời nó vậy. Này nàng bốn nè đó. Wow. Quẩy nước tùm lum luôn. Rồi. Cá này chắc cả cái con rồi. Cá gọi đời. Con này chắc khoảng 2 kg quá. Ừ. Lâu luôn. Hơn cái bàn tay luôn. Ừ.
chiến lợi phẩm. Ồ, cá bự cả cái mệnh tôi luôn á. Hết nơi nổi. Ồ, con cá lóc. Cá lóc một ly à. Vô đây con rồi. Con này chắc 600 gram hả? Vô đây con rồi. Người ngồi cái vớt cá lóc. Thêm một cái rô cá lóc nữa đây. Quá đã. Trong thời gian chờ đợi mấy anh bắt cá, đầu bếp lại chỗ tài tiếp. À. Cá luôn. Điện tử vậy hơi dở. Mười giòn hay ta. Thắng. Chi vừa không à? Chơi vừa coi đi. Ông vớt cái con cá gì mà thấy ghê vậy? Cái dài cả cái dài. Trời ơi, đưa. Dài bỡ nguyên cái. Nè, bỏ đi. Trời ơi. Trời ông tính con cả. Trời ơi, muốn hơi chiếc bằng chiếc dép luôn nè. Trời ơi, nó cay gì mà. Để rửa, dạ cô cho con miếng nước cho nó đẹp cay. Wow. Hết tối không? Hết nó nổi. Đủ 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 sáng hơn qua đây không? Đủ rồi, đủ anh ta. Rồi. Cho cháu chụp chung. Bự muốn gấp đôi. Đâu căng được này. Cái rổ không mới được. Đây, trừ bì cái rổ. Đó, trừ bì rồi. 450 gram. Thì không lẽ con cá này có 3 kg hay là? Ba hơn 3 kg hơn nữa ta. Bây giờ là cái giờ làm việc đã hết rồi. Bây giờ là tới giờ là quảng cáo kênh Nếp Vlog nè. Đó, anh em mỗi người cho mỗi người cho một like, một share, một subscribe nè. Đó. Đặt tên cũng dễ thương lắm, tắt đĩa bắt cá ăn Tết. À, có sự tham gia của trai mập và hải heo. Ồ, dễ thương không? Tròn 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 xíu thôi mà kêu kỳ. Đăng ký đi, đăng ký vô. Anh đăng ký rồi. Đăng ký rồi phải không? Là anh quay là nhắn vô quả chuông cho nó lên tiếng nó. Nhắn rồi, nhắn rồi. Nè để sẵn cho vô đăng ký cho chị nó luôn. Đang ngủ nửa đêm đăng lên đi cho nó hiển chửi anh luôn. Anh là chuyên gia nhân vật chính của mấy video mà anh có đăng ký kênh chưa? Thôi em cứ nói xấu vậy hoài, thắng không để giống như ai. Dứt anh nói chung anh em bữa nay là ai cũng là đổ mồ hôi hột hết bởi vậy ăn bữa nay chắc chắn là sẽ ngon. Chỉ có ông ta không đổ hôi à, đặc biệt kìa, đặc biệt bữa nay là anh Hải nè, mặc dù anh Hải lại sao nhưng mà cái công sức của anh Hải chạy lại đây là hả phụ rất là nhiều nè. Đúng, còn phần kiếp nó muốn chết luôn. Đúng không? Không, không. Đúng rồi trời. Không. Kiếp muốn chết luôn. Đó, em đang đi luôn nè. Đây. Rồi, 2, 3, 4. Rồi, bắt đầu làm hả? 1, 2, 3, 4. Sẵn luôn á. Không về nước. Dậy, chung nó là con cá nó còn sống nó nhảy. Cá còn cái đó nó lát nó nổi vậy. Những cái góc qua còn cái gì em ơi.